Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của chúng tôi. Chương trình hôm nay, thứ hai, ngày 19 tháng 12 sẽ có nhiều nội dung đáng chú ý. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành khu lưu niệm kháng chiến Hòn Tàu Đèo Le. Thành phố Tam Kỳ gặp mặt kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu doanh nghiệp phải công khai thưởng Tết. Việt Nam thuộc top 10 quốc gia vùng lãnh thổ thân thiện nhất thế giới. Thưa quý vị, sáng qua nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2022, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quế Sơn long trọng tổ chức lễ khánh thành khu tưởng niệm Hòn Tàu Đèo Le, thôn Trung Thượng, xã Quế Long. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải. Về phía tỉnh Quảng Nam có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan, bộ ban ngành trung ương, đại diện lãnh đạo quân khu 5, thành phố Đà Nẵng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Công trình khu tưởng niệm Hòn Tàu Đèo Le tại xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam khởi công xây dựng từ tháng 2 năm 2022, đến nay hoàn thiện với các hạng mục san nền, cải tạo suối, nhà tưởng niệm, vòng tròn trung tâm, tượng phù điêu, nhà đón tiếp và bảo vệ, lối đi nội bộ, bãi đỗ xe. Dãy Hòn Tàu có nhiều ngọn núi hiểm trở và nhiều hang động có sức chứa lớn, dùng làm nơi sinh hoạt, hội họp và trú quân rất thuận lợi. Do có vị trí chiến lược trong chiến tranh, Hòn Tàu trở thành nơi che chở cho quân và dân ta trú ẩn, là căn cứ địa vững chắc cho các cơ quan huyện ủy, tỉnh ủy, đặc khu ủy lãnh đạo và chỉ đạo các phong trào cách mạng. Hòn Tàu cũng là nơi đảm bảo các nhu cầu cung cấp nhân lực, tài lực, vật lực, thông tin hậu cần cho lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị và các cơ quan đóng quân. Nơi đây cũng ghi dấu những thắng lợi vẻ vang tiêu biểu như chiến thắng Cấm Dơi năm 1972, mở đầu cho những chiến công oanh liệt, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối. Là một trong những nhân chứng sống trực tiếp tham gia hoạt động cách mạng nơi đây, bà Âu Thị Kim Tiến, nguyên hội trưởng Hội Kháng chiến Hòn Tàu Đèo Le, bày tỏ xúc động khi trở lại chiến trường xưa và khẳng định thêm những ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng khu tưởng niệm Hòn Tàu Đèo Le. Cái địa điểm này á, mà xây dựng cái khu di tích á, thì vô cùng là ý nghĩa. Và nhân dân của Sơn Khánh hiện nay là Quế Lan thì rất là đồng tình ủng hộ và biết ơn là anh Bà Dũng là người mà khởi xướng và khổ sốt và xây dựng. Với tình cảm chân thành và trách nhiệm với đồng đội, đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, nguyên bí thư huyện ủy Quế Sơn, đã tự nguyện đóng góp nguồn lực của gia đình, đồng thời tích cực vận động kêu gọi sự chung tay góp sức của các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện để đầu tư xây dựng khu tưởng niệm Hòn Tàu Đèo Le với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Được sự hỗ trợ của các Godfather, của một số nhà tài trợ và anh em thường vụ ủy Quế Sơn, thì đến bây giờ công việc cơ bản đã hoàn thành, báo cáo các đồng chí là cơ bản là đã xong. Thế còn là một cái việc thì chúng tôi thì còn một cái cầu, thì sợ rằng là cái chỗ này nước nó xuống, mùa đông nó xuống, mưa bão thì xuống đất mặn, do đó thì chúng tôi sẽ làm tiếp một cái cầu nữa. Chứ còn tất cả các công việc thì đến bây giờ đã cơ bản xong. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và khắc ghi công lao to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ, quân và dân đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc khánh thành khu tưởng niệm Hòn Tàu Đèo Le có ý nghĩa rất lớn, khi thời điểm này quân và dân cả nước đã hướng đến kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày quốc phòng toàn dân. Qua đó một lần nữa khẳng định cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc của dân tộc Việt Nam là cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Công trình này thể hiện cái lòng biết ơn sâu sắc của đồng bào, bộ đội của chúng ta hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Cái lòng biết ơn ấy phải có một cái gì ghi lại, đó chính là những công trình để lại cho đời sau, con cháu mai sau. Vì chúng ta thế hệ này qua thế hệ khác không thể nào nhớ hãy được, nhất là lớp trẻ, cho nên phải có một cái dấu ấn kỷ niệm cái nơi, những nơi hy sinh lớn lao ấy. Và đó cũng chính là chúng ta ôn lại truyền thống, giữ lại truyền thống của dân tộc ta, của quân đội ta. Và nhất là năm nay, thời điểm này, chúng ta đang kỷ niệm, chuẩn bị kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và 33 năm ngày quốc phòng toàn dân. Thì cái sự kiện này nó có ý nghĩa rất lớn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ quân đội của chúng ta trên mọi miền Tổ quốc, và đặc biệt là khu vực miền Trung, khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, cũng như là khu vực Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên. Công trình khu tưởng niệm Hòn Tàu Đèo Le có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau khi hoàn thành, khu tưởng niệm Hòn Tàu Đèo Le sẽ trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước đối với các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã viếng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ hy sinh tại nơi đây, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Tuyên và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Lan, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, quân khu 5 đã cắt băng khánh thành và trồng cây lưu niệm tại khu tưởng niệm Hòn Tàu Đèo Le. Sáng qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Tam Kỳ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022 và 33 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2022. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Trần Nam Hưng đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững sự ổn định chính trị xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương. Bí thư Thành ủy Trần Nam Hưng cũng đã nêu một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực mà tỉnh và thành phố Tam Kỳ đạt được trong năm 2022. Đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các cán bộ quân đội thành phố đã nghỉ hưu. Dịp này, đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng cũng đã thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2022 để các cán bộ quân đội thành phố đã nghỉ hưu nắm bắt thêm, tiếp tục tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Năm 2022, Quảng Nam tiếp tục điều hành linh hoạt các giải pháp phát triển kinh tế sau đại dịch COVID. Các lĩnh vực kinh tế phục hồi và phát triển mạnh mẽ toàn diện và đứng vị thứ hai trên 5 tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP năm 2022 đạt 69.110 tỷ đồng. Tính theo giá so sánh năm 2010 tăng hơn 11% so với năm 2021, vượt chỉ tiêu nghị quyết tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao đầu năm từ 7,5 đến 8%. Tăng trưởng kinh tế Quảng Nam hiện xếp hạng đứng vị thứ 11 trên 63 so với cả nước, 4 trên 14 tỉnh, thành phố, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung và đứng thứ 2 trên 5 tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Quy mô nền kinh tế năm 2022 hơn 116.370 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 13%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35%, trong đó công nghiệp chiếm gần 29%, khu vực thương mại dịch vụ chiếm gần 32%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 20%. GDP bình quân đầu người của Quảng Nam đạt hơn 76 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2021.
Năm 2022 được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 23.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế hiệu quả, nên thu ngân sách nhà nước đạt được mức hơn 32.144 tỷ đồng. Theo đó, thu ngân sách nhà nước của Quảng Nam tăng hơn dự kiến 9 tỷ đồng và tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa năm 2022 ước đạt 25.210 tỷ đồng, đạt 132% dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ. Thu xuất nhập khẩu hơn 6.930 tỷ đồng, đạt 147% dự toán, tăng 106% so với cùng kỳ. Tính đến giữa tháng 12 năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Nam đạt gần 4.140 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.660 triệu USD, tăng gần 29%, nhập khẩu đạt 2.490 triệu USD, tăng 42%. Riêng các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình biện pháp hỗ trợ đối với các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, góp phần phục hồi kinh tế. Tổng huy động vốn hơn 76.445 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong khi đó, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên 93.546 tỷ đồng, cho vay phục hồi kinh tế hơn 262 tỷ đồng, tổng nợ xấu 906 tỷ đồng, tăng 135% so với đầu năm. Sáng qua tại thành phố Tam Kỳ, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Moonchan Vina tổ chức đại hội chi đoàn cơ sở lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc tại khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. Nhiệm kỳ qua, công đoàn công ty đã chủ động và tích cực phối hợp với lãnh đạo công ty thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Định kỳ tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại theo quy định để giải quyết kịp thời những kiến nghị của người lao động, đoàn viên công đoàn. 100% người lao động được ký kết hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thu nhập bình quân đạt trên 6 triệu đồng một người một tháng. Từ năm 2018 đến nay, công đoàn công ty đã chi trên 100 triệu đồng hỗ trợ các trường hợp đoàn viên đau ốm, tai nạn. Đặc biệt, trong năm 2021, công đoàn công ty đã tham mưu các cấp hỗ trợ điều trị các trường hợp bị dương tính với COVID-19 và các trường hợp cách ly tập trung theo quy định. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn và các khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Mai Thị Phú Mỹ đề nghị Ban Giám đốc công ty Moonchan Vina tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục xây dựng môi trường lao động an toàn, đoàn kết để xây dựng phát triển công ty. Thưa quý vị, tập đoàn Bin Corporation do Sát Lê Hùng Anh, một người con quê hương Tam Kỳ, Quảng Nam sáng lập, vừa có buổi ký kết ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đẩy mạnh hoạt động phát triển của tập đoàn trên trường quốc tế. Đây là bản ghi nhớ ký kết hợp tác lần thứ 5 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sau các trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ Hutech, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Là một tập đoàn với 10 lĩnh vực thương mại trên toàn cầu, việc cần một lực lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao, giỏi về chuyên môn và ngoại ngữ là điều mà tập đoàn Bin Corporation đang hướng đến. Các bạn sinh viên cũng như các bạn chuẩn bị tốt nghiệp ra trường làm việc cho công ty, vì nhân lực là nó phải liên tục và thay đổi, và mình phải có cái lớp trẻ nó kế cận với lại cái các bạn làm việc lao để mà tăng sức trẻ cho doanh nghiệp. Công ty luôn luôn phải tìm nhiều cái hướng để đáp ứng được cái nhu cầu trong tuyển dụng, đào tạo và định hướng lại cái nguồn lực của doanh nghiệp. Cho nên không thể nào mà lơ là trong cái việc mà tuyển dụng và hợp tác với một số các trường, các viện trong cả nước, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt đầu là thì một số trường giống như hiện tại giống như Khoa học Tự nhiên thì công ty cũng luôn luôn là chú trọng về đó và cố gắng để có được cơ hội hợp tác sâu rộng với trường, ngồi không phải dừng lại cái chuyện tuyển dụng không đâu, mà chúng tôi tập trung vào công tác nghiên cứu, công tác đào tạo từ ngay ghế nhà trường cho các em sinh viên năm thứ hai trở đi. Đánh giá cao về tầm ảnh hưởng của tập đoàn Bin Corporation không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, vinh dự khi được hợp tác cùng tập đoàn Bin trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, định hướng nghề nghiệp, tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng đồng hành trong các sự kiện, cuộc thi hay ngày hội việc làm và hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển chuyển giao công nghệ mới. Tiếp cận và trao đổi với tập đoàn Bin gần đây, nhưng mà thấy đây là cái tập đoàn cũng rất là trẻ,
nguồn cái đội ngũ lãnh đạo của tập đoàn rất là trẻ, rất là năng động, thì đã có được một cái bề dày phát triển trong hơn 10 năm qua, thì đó là cũng là một cái nổi bật của tập đoàn. Thì với cái sức trẻ, tôi tin là tập đoàn Bin sẽ còn phát triển hơn nữa, và trường Khoa học Tự nhiên sẽ cùng đồng hành với tập đoàn để cung cấp cái nguồn nhân lực đáp ứng cái nhu cầu phát triển của tập đoàn. Buổi lễ ký kết có sự chứng kiến của lãnh đạo tập đoàn Bin và ban giám hiệu trường Đại học Khoa học Tự nhiên. 4 nội dung hợp tác cụ thể sẽ được thực hiện từ năm 2022 đến 2027. Nhân dịp này, Bin Corporation Group đã có món quà ý nghĩa gửi tặng đến ban giám hiệu trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Là một tập đoàn trẻ kinh doanh quốc tế, nhưng trụ sở chính tập đoàn Bin Corporation lại đặt ở Việt Nam và cần lượng lớn nguồn nhân lực trong nước để gia công công việc toàn cầu. Sát Lê Hùng Anh kỳ vọng, qua những cuộc trò chuyện ký kết các văn bản hợp tác, các ghi nhớ giữa các trường đại học top đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, hy vọng môi trường làm việc tại Bin Corporation Group sẽ thu hút những sinh viên xuất sắc, giỏi ngoại ngữ và tâm huyết với xu hướng kinh doanh quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh phải báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp đối với người lao động trước ngày 25 tháng 12. Theo đó, Điều 104 Bộ Luật Lao động 2019 đã quy định quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Dù là thưởng Tết hay thưởng nói chung, thì doanh nghiệp đều phải công bố công khai tại nơi làm việc để cho người lao động được biết. Tạp chí du lịch lữ hành quốc tế Fly & Wild vừa công bố danh sách 50 quốc gia vùng lãnh thổ thân thiện nhất thế giới năm 2022, trong đó Việt Nam được xếp vị trí thứ 5. Theo du khách quốc tế, Việt Nam là đất nước vượt qua được những hậu quả nặng nề của chiến tranh, để giờ đây luôn sẵn sàng mở rộng cửa để chào đón bạn bè bốn phương. Sự thân thiện, tốt bụng và quan tâm của người dân khiến bất cứ ai khi đến đây cũng đều cảm thấy thoải mái và ấm áp. Việt Nam cũng là đất nước đặc biệt an toàn, khiến nơi này trở thành một trong những lựa chọn tốt nhất dành cho khách đi du lịch một mình. Thưa quý vị, một mùa Noel nữa lại đến, khắp thành phố được phủ kín sắc màu của lễ Giáng sinh. Càng về đêm, ánh sáng từ đèn trang trí rực rỡ khắp phố phường, những bản nhạc, cây thông và cả ông già Noel trang trí tràn ngập, báo hiệu một mùa Giáng sinh an lành đang về thật gần với thủ đô. Phố Hàng Mã cũng giống như mọi năm, cứ dịp này cả dãy phố lại thay áo mới ngập tràn trong không khí Giáng sinh, thu hút rất đông các bạn trẻ cũng như các gia đình đến đây dạo chơi. Chủ yếu là mua sắm các cái đồ chơi nhỏ nhỏ để trang trí Noel cho cháu. Mình cũng muốn các cháu được đẹp nữa. Gần đến Noel cho nên là gia đình có cho hai bé lên đây để chơi. Mình thấy nhà thờ là trang trí rất là đẹp, lộng lẫy. Giáng sinh giờ đây đã trở thành một ngày lễ, một dấu ấn trong nhịp sống của người dân cả nước. Và mỗi mùa Giáng sinh đến, người dân thủ đô lại cảm nhận rõ hơn năm mới cũng đang đến thật gần. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum vừa gắp thành công một con vắt có chiều dài khoảng 6cm, sống một tuần trong khoang mũi của bệnh nhi 10 tháng tuổi. Cụ thể, bệnh nhi tên Y Nguyệt Ánh, trú ở huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum. Mẹ của bệnh nhi cho biết, một tuần trước có dẫn theo bé đi lên rừng. Sau đó bé có hiện tượng chảy máu mũi, được cho đi khám và uống thuốc nhưng vẫn không khỏi. Khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, các bác sĩ khoa tai mũi họng đã thăm khám nội soi, phát hiện dị vật trong khoang mũi và tiến hành xử trí, gắp thành công một con vắt còn sống dài 6cm. Kon Tum có nhiều nơi núi rừng ẩm ướt, nhiều vắt. Vì vậy, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là hạn chế uống và tắm ở khe suối. Nếu có hiện tượng chảy máu mũi hoặc ho kéo dài, nên đến bệnh viện để kiểm tra nhằm loại trừ tình trạng đĩa vắt chui vào ký sinh trong cơ thể. Thưa quý vị, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022, huyện Thăng Bình sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa Du lịch Biển Cửa Khe vào ngày 19 và 20 tháng 12. Sự kiện lần này sẽ góp phần thúc đẩy sự liên kết, hợp tác và kết nối các điểm du lịch tại huyện Thăng Bình và các địa phương phía đông của Quảng Nam, góp phần nâng cao thu nhập cho cộng đồng và bảo tồn văn hóa đặc trưng vùng miền. Những ngày qua, các thanh niên trong làng chài ven biển xã Bình Dương
tranh thủ thời tiết thuận lợi, trang trí sắp đặt các vật dụng làm biển của ngư dân nhằm tạo nên không gian đặc trưng, mô phỏng cuộc sống sinh hoạt ngàn đời của người dân làng nghề truyền thống Cửa Khe. Người dân làng chài hy vọng du khách sẽ cảm nhận hết đời sống văn hóa và tinh thần của người dân ăn sóng nói gió từ những hoạt động trưng bày này. Bọn em huy động được khoảng trên 20 người và xe múc, xe xúc lật để ra để dọn rác sau bão và làm những việc như đem những thúng ra để vẽ và hình họa lại những cảnh mà ngư dân để truyền đến mọi người những gì mà ngư dân chúng em làm ở làng quê chúng em là đã từng trải qua, thì chúng em sẽ dựng lại hình ảnh đó để mọi người được hiểu về cái làng quê em hơn. Ngày hội văn hóa du lịch biển Cửa Khe Thăng Bình lấy điểm nhấn tại làng nghề nước mắm truyền thống lâu đời của xã Bình Dương. Hiện nay làng biển này đón nhận nhiều tổ chức cá nhân đến đầu tư phát triển du lịch theo hướng cộng đồng, du lịch xanh từ nền tảng văn hóa bản địa. Hợp tác xã có được những cái thành tích nhỏ nhỏ ban đầu như thế này thì đóng góp của cái sự chính quyền địa phương định hướng tuyên truyền để mà cho người dân hiểu ra, và cái yếu tố cũng rất là quan trọng thì là những người dân đã đồng hành, đã thấu hiểu để mà cùng vấn đề làm du lịch. Tại vì cái người dân mà phải hiểu ra vấn đề đó thì du lịch cộng đồng thì mới có thể phát triển được. Huyện Thăng Bình cũng xác định ngày hội du lịch biển Cửa Khe là một cái điểm, một cái hoạt động mà phải được tập trung triển khai thực hiện, và trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đang rất là tập trung triển khai thực hiện các cái công việc có liên quan để làm thế nào đó tạo một cái ấn tượng khá là tốt đẹp về Cửa Khe để nằm trong các chuỗi hoạt động cũng như là cách tạo điều kiện cho Cửa Khe phát triển trong thời gian đến. Ngày hội văn hóa du lịch biển Cửa Khe Thăng Bình sẽ diễn ra tại thôn Duy Hà, xã Bình Dương với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đặc biệt hội thảo giải pháp phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại làng nghề truyền thống nước mắm Cửa Khe kỳ vọng sẽ ghi nhận các ý kiến các chuyên gia, công ty lữ hành để thúc đẩy du lịch phát triển bền vững gắn với bảo tồn văn hóa của huyện Thăng Bình trong những năm đến. Bên cạnh đó, ngày hội còn trưng bày các sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống để quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch bản địa đến gần hơn với du khách. Chương trình tiếp tục với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, hôm qua Hy Lạp đã thông báo sẽ trợ cấp 10% tiền mua thực phẩm cho mỗi hộ gia đình để chống đỡ gánh nặng lạm phát. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thông báo từ tháng 2 năm tới, nhà nước sẽ chi trả 10% tiền mua thực phẩm của mỗi hộ gia đình trong 6 tháng tại các siêu thị và cơ sở bán thực phẩm. Theo đó, mỗi người dân sẽ nhận được tối đa 220 euro. Thủ tướng Mitsotakis cho biết, biện pháp này sẽ khiến chính phủ tiêu tốn 650 triệu euro, tương đương 690 triệu USD, trong khi các khoản trợ cấp điện và khí đốt tự nhiên vẫn được giữ nguyên. Khoản tiền này sẽ được bù đắp từ khoản thuế đánh vào doanh thu thặng dư của hai nhà máy lọc dầu nước này. Ông khẳng định chính phủ sẽ phân bổ tổng cộng hơn 8 tỷ euro ở cấp độ quốc gia. Tại nhiều nước, tình trạng bệnh nhân lạm dụng thuốc kháng sinh mà không có đơn thuốc của bác sĩ đang diễn ra ngày một phổ biến. Các bác sĩ và các nhà khoa học lo ngại về một xu hướng mới đáng báo động. Những căn bệnh cũ có thể quay lại và nguy hiểm hơn, trong khi những loại thuốc kháng sinh từng dùng để tiêu diệt những căn bệnh này lại ít tác dụng, thậm chí không còn tác dụng. Bà Stefania Strady đã tận mắt chứng kiến mức độ nghiêm trọng của bệnh nhiễm siêu vi khuẩn khi chồng cô, ông Tom Patterson, bị nhiễm một loại virus quái ác có thể tiến hóa để vượt qua các phương pháp điều trị y tế hiện đại. Khi ông Tom được chuyển đến bệnh viện, siêu vi khuẩn ông mắc phải đã tiến hóa kháng tất cả các loại thuốc kháng sinh. Không còn lựa chọn điều trị nào, bà Stephanie đã tìm hiểu và quyết định chuyển sang sử dụng thực khuẩn thể, tập hợp các loại virus tiêu diệt vi khuẩn như một phương pháp cuối cùng. Và may mắn đã mỉm cười, chồng bà ông Tom Patterson đã được cứu sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng được may mắn như thế. Kháng kháng sinh là một trong những mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. Nguyên nhân là do mọi người đã uống quá nhiều kháng sinh và cơ thể họ ngừng phản ứng với thuốc, hoặc họ không uống hết liều nên bệnh sẽ kéo dài và những vi khuẩn đó đã thích nghi với thuốc. Một mùa Giáng sinh rời xa thế giới kỹ thuật số để xích lại gần nhau hơn. Đó là thông điệp mà người dân Venezuela gửi gắm vào sự kiện đua xe đẩy tự chế với sự tham gia của hàng trăm trẻ em quốc gia Nam Mỹ này. Cuộc đua xe đẩy tự chế Caruchas khai mạc ngày 17 tháng 12 là một sự kiện truyền thống ở thủ đô Caracas ở Venezuela.
Năm nay là năm thứ 11 cuộc thi được tổ chức và năm nào cũng thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Carajus là tên mà người dân nơi đây mô tả về chiếc xe đẩy tự chế làm từ gỗ, có 4 bánh kèm theo một chiếc dây để điều hướng. Ngoài tạo điều kiện cho trẻ em có thêm thời gian vận động thể chất, gia đình thêm gắn bó, thì sự kiện cũng giúp người dân địa phương tìm hiểu về truyền thống bản sắc dân tộc. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với tình hình dự báo thời tiết hôm nay. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm từ 90 đến 100%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thành phố Hội An nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm từ 88 đến 96%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm từ 88 đến 96%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm từ 90 đến 100%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thị trấn Trà My nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm từ 88 đến 98%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Thành Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm từ 86 đến 98%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Brown nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm từ 86 đến 98%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3.